Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của CP Cảnh Biên Đốc Cuộc Sống Nhật. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi thì mình sẽ review siêu thị bên Nhật. Những cái đồ hôm nay mình thấy giảm giá rất là rẻ nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái đồ hải sản ở bên này. Hôm nay sale cực kỳ rẻ vào cái mùa Noel này mọi người nhé. Thì bây giờ mình cũng không không dài dòng nữa, mình sẽ review cho anh em xem những cái đồ hôm nay rẻ có những cái gì mọi người nha. Đi cùng mình nào. Siêu to khổng lồ các bạn ạ. Mình sẽ nhặt một con. Mình sẽ nhặt một con này nha. Bên này là ôm nhỉ. Con tôm to ghê nè, ba con tôm này mà giá có bao nhiêu? 1,7 các bạn. Đây là đuôi đuôi tôm 8,1 sen nha. Đây là tôm tươi nè, gọi là tôm chiên ruột. Sang bên này sang có cái gì đặc biệt? Cua nè, trời ơi, bao phê, cạch nè, trời ơi, đây là cua cạch chứ phải là cua ấy. Nó còn có cả chỉ dẫn cách bắt. Nó, con cua. Cái tay của mình mới được con cua các bạn ạ. Sao bên này nè nè. Các bạn nhìn một cái râu của nó này. Một cái râu nhé. Tốt.
khoảng độ 120, nhưng mà như vậy là khá là rẻ. Cùng sẵn bóc sẵn sashimi của anh Minh Kim. Sashimi này họ sẽ làm luôn ở trong này ạ, của anh chị em sẽ làm luôn. Mình nhận món này cực luôn. Đây là rong biển. Ồ, bên này thì không nhiều. Một cái này khoảng độ 3 hoặc 4 người ăn mới hết. Một mình không thể ăn hết được.